nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện gặp tai nạn té ngã, bị nứt xương sống, phải nhập viện. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện bất ngờ bị té ngã cầu thang, khiến bà bị nứt xương sống, phải nhập viện điều trị. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện là gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt, bà được khán giả cả nước yêu mến qua các nhiều vai diễn kinh điển trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện cũng có nhiều đóng góp cho sân khấu cải lương, được biết vào hôm ngày 18 tháng 8 vừa qua, khi đang chuẩn bị tư liệu cho sự kiện triển lãm về cải lương xưa tại một chung cư cũ cạnh nhà hát Trần Hữu Trang, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện bất ngờ bị té ngã cầu thang, khiến bà bị nứt xương sống, phải nhập viện điều trị. Chia sẻ với Dinh, đạo diễn Thành Hiệp cho biết nghệ sĩ Lê Thiện bị trượt chân, té cầu thang. Sau khi vào bệnh viện thăm khám, bà được bác sĩ chẩn đoán bị nứt xương sống, phải điều trị lâu dài. Cách đây không lâu, nghệ sĩ Lê Thiện mới phải vào viện. Giờ bà lại bị nứt xương sống do trượt ngã cầu thang. Mong bà mau khỏe để sớm trở lại phim trường, sân khấu, đạo diễn Thành Hiệp nói. Từ bệnh viện, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện cho biết hiện bà chỉ nằm một chỗ, gần như không đi lại được vì lưng đau nhói. Hiện nghệ sĩ Lê Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, quận Tân Bình, con gái và con dâu thay phiên chăm sóc. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện sinh năm 1945 tại Bình Định, từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở lĩnh vực phim ảnh và cải lương. Bà từng giữ chức phó giám đốc nhà hát Trần Hữu Trang và nổi tiếng qua các vở Dệt Gấm Khuất Nguyên, Tiếng Sấm Tây Nguyên, Mùa Xuân Ánh Sáng Phù Du, Thạch Xanh Lý Thông, Hòn Đảo Thần Vệ Nữ, vân vân. Nhân vật Lý Thần Phi trong vở Trang Ngọc Côn Sơn là một trong những vai để đời của bà. Những bộ phim ghi dấu ấn của nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện có thể kể đến như Dù Có Gió Thổi Vừa Đi Vừa Khóc, Thưa Mẹ Con Đi, Phượng Khấu, vân vân.